Hai, chào các bạn. Chào các bạn đến với Trung Nguyên TV. Hôm nay các bạn vẫn hình ảnh quen thuộc. Hôm nay mình lên 5 bao nha các bạn nhé. Đây, một bao ngoài nữa là 5 bao này. Đấy, thì mini hết là đang chống hai bể là thôi, đợi mini lâu quá thì thôi mình sẽ lên cá to thôi. Mini coi như là gần hết là còn bị một tí thì đi hàng là 5.000, 10.000 thôi, không còn nhiều. Đấy, thì hôm nay, hôm trước thì có lên cái size là 15-20. Đây, bán cũng vời vợi bớt rồi đấy. Thì tiếp tục hôm nay lên đây là size này to hơn. Chủ yếu là hàng một màu rất là nhiều và coi bướm nhiều, nhưng hàng rất là độc các bạn nhé. Đấy, chứ không phải là hàng đấy. Tí nữa sẽ bóc ra xem hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Cho chậu kia. Đấy, vẫn như thường lệ mọi khi đấy các bạn, thì mình sẽ luôn video nào bây giờ mình cũng sẽ báo giá để cho nhiều bạn vẫn có inbox để hỏi giá. Thì hỏi giá thì những con cá đẹp thôi. Đấy, hàng độc càng đẹp thì các bạn có thể inbox để hỏi giá. Còn những mà giá mà hàng hầu như hàng độc hàng đẹp nó chỉ có khoảng 5 đến 10% cái số. Ví dụ như là 5 bao này chỉ có may ra được 1/3 bao là hàng đẹp thôi. Những con đắt tiền thôi, còn lại ấy, thì bên mình sẽ bán cho size hết. Ví dụ như là size 2, size 15 là 30.000. Đấy, xong đến size 40.000 nó sẽ rơi vào tầm 17, 18. 50.000 là size 20. 100.000 là size 25. 200.000 là size 30. Đấy, tầm 150 là size tầm 27, 28. Thì vẫn như vậy. Thì từ trước đến nay mình vẫn bán giá như vậy. Đấy, thì mình vẫn video nào cũng sẽ nói để các bạn mới xem, hoặc là một lần đầu tiên hoặc là chưa mua bao giờ thì các bạn sẽ biết giá nhé. Chứ còn các bạn nào mà đã xem và theo dõi mà đã mua hàng bên mình rồi thì là đã biết giá rất nhiều rồi. Đấy, cá đấy các bạn vừa thấy đấy. Hôm nay toàn hàng độc luôn. Rất đẹp luôn. Còn các bạn ở tỉnh mua hàng ấy, ở quanh Hà Nội thì các bạn qua mua được, qua tận nơi là ok nhất. Đấy, chọn tận nơi, nhìn tận mắt, tay bắt. Đấy. Còn các bạn ở tỉnh xa thì các bạn nên inbox vào Facebook, Zalo để được báo giá chi tiết và hướng dẫn mua hàng một cách chi tiết nhất. Đấy, đơn hàng tối thiểu bên mình bán thì sẽ là từ 300.000 trở lên thì bắt đầu là mới ship hàng. Và tất cả 100% là phải chuyển khoản trước. Đấy. Còn cách thức mua hàng đấy, chuyển khoản trước. Còn bên mình bảo hành cá trong quá trình vận chuyển. Ví dụ là các bạn bóc bao ra đấy, các bạn quay đoạn video, cá chết một con nào thì bên mình sẽ chịu 100%. Đấy, thứ nhất là chịu 100%. Thứ hai là các bạn kiểm tra cá có bệnh tật gì bên mình cũng sẽ một đổi một, cũng lỗi cọ là chịu 100% nếu phát hiện bệnh khi bắt về. Đấy, làm sao đảm bảo khi các bạn nhận cá là cá khỏe. Đấy, ok. Để các bạn yên tâm. Còn ví dụ như là bảo hành cá lâu hơn ấy, thì rất nhiều các bạn, mình nói đến đấy chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc là sao không bảo hành lâu hơn. Mình bảo hành lâu hơn được nếu bên mình sẽ thi công hồ làm lọc cho các bạn từ A đến Z. Mình có thể bảo hành 1 năm. Đấy. Thế còn đâu là về mỗi người, mỗi bể, có bể thì không làm lọc. Có bể thì tiêu chuẩn của lọc bằng 1/3 bể chính. Các bạn thì cứ bằng một khối, chỉ bằng một làm lọc, chỉ bằng một cái thùng xốp kia thì làm sao mà đảm bảo được, đúng không các bạn? Đây là tùy điều kiện nuôi, chăm sóc, ăn uống các thứ nữa. Đây là để nói bảo hành lâu dài nó rất là khó. Nhiều khi các bạn về chỉ cần là bên mình ấy, về dội kia là để làm quen nước các bạn nhá. Dội nước ở trong bể chuẩn bị thả vào, dội vào cái nước trong chậu này để cho làm quen nước lẫn nhau. Chứ không phải là chỉ ngâm túi vào trong bể là làm quen đâu. Đấy chỉ là làm quen nhiệt độ thôi, chưa làm quen nước. Đấy, phải trộn hai nước lẫn nhau đấy mới gọi là làm quen nước. Đấy, ngay cả cách thả ấy, các bạn cũng không thả đúng cách thì nói để bảo hành lâu dài thì nó rất là khó. Đấy, cứ bên mình mà thi công bể từ A đến Z, đến lúc thả cá bên mình cũng còn cho người đi thả nuôi hướng dẫn, thì các bên mình sẽ hướng dẫn từ A đến Z hết, thì có bảo hành cá cho các bạn cả năm được. Chết con nào mình bù không đấy. Nhưng mà chắc chắn thì mình làm bên mình thi công bể thì phải làm theo tiêu chuẩn.
Đấy, thì giá cả nó phải theo tiêu chuẩn, chứ còn ví dụ như là tiêu chuẩn của một hồ cá lọc bằng 1 phần 3 bể chính thì bây giờ những thợ khác thì báo giá rẻ, có khi chỉ bằng 1 phần 4, 1 phần 5, có khi chỉ bằng 1 phần 10 thôi. Và trong vật liệu lọc ở trong các ngăn lọc cũng ăn bớt đi thì giá nó sẽ rẻ hơn. Thế là để mà nói báo giá thì các bạn hãy tìm địa điểm uy tín, các bạn là cảm thấy nơi nào uy tín thì các bạn hãy liên hệ. Chứ còn nhiều khi cái gì nó có cái giá của nó hết. Đấy, cứ có báo giá chi tiết từng sản phẩm thì các bạn có thể so sánh, chứ còn để so sánh nhìn tổng quan ông này làm cái hồ này 10 triệu, ông kia làm có 5 triệu nhưng mà chi tiết từng đồ nó lại khác nhau hoàn toàn. Đấy, mình ví dụ để các bạn mới chơi có thể nắm bắt được, chứ đừng nhìn về tổng quan cái bể này, ông này nhận tôi làm cái bể 10 khối có 50 triệu thì ông kia nhận 30 triệu là tôi làm luôn, sai hoàn toàn. Đấy, có thể là các bạn không làm bể với mình nhưng đây là mình cũng gọi là tư vấn và góp ý cho các bạn mới chơi để làm sao xây dựng một cái cộng đồng chơi cá coi nó tốt nhất, lành mạnh nhất. Đấy, ok, đấy các bạn cũng có thể là tia mắt qua rồi đấy, còn 2 bao nữa. Đấy, giờ mình sẽ cũng quay chi tiết cho các bạn luôn. 2 bao này thì cho bể bên này đi nhá. Quá đẹp luôn các bạn. Cá này body căng múp. Đấy, màu sắc thì rất nhiều hàng độc hàng lạ luôn, coi bướm to đùng. Quá nhiều. Đó, su dùi bướm luôn, to đùng luôn kìa. Đây. Wow. Matsuba bướm này các bạn nhìn to này. Này nó tầm khoảng size này là size đo size luôn. Size 40 kìa. Đấy. 40 41 luôn. 42. 42. 41 này 42 đây. Đấy. Size khoảng 40 cộng. Đầu sạch bóng nhá các bạn nhá. Bướm luôn, đẹp luôn. Đây, em này màu độc này. Màu đẹp chưa? Đấy. Màu. Đấy. Size 38 rồi kìa. Đấy. Đấy các bạn nhá, cá to không phải cá bé đâu nhá. Đây, Suzui đây. Đẹp luôn, mê ly luôn. Đấy, hai bên này có màu đỏ này. Vậy đều tăm tắp luôn. Đây. Đấy, Kozaku này. À, đen to này các bạn này. Em mới lô lần trước vào đen bé này, đen to này. Đây, lại một em Suzui tiếp này. Màu này, quá đẹp luôn các bạn. Đấy, bạn nào cần size to thì có luôn nhá. Mấy lô vừa rồi có hàng này nhưng mà toàn size bé thôi. Đấy, bướm đây. Anh kim luôn. Bướm đây. Bướm đồng đây. Ôi trời. Đây, trà gòi to nhưng mà em này bị chắc lại kéo lưới dãy quá chớt nữa. Đấy, trà gòi to. Body đẹp. Người body quá đẹp luôn. Matsuba thì khỏi chê rồi, lô này quá nhiều Matsuba, đầu vàng ươm. Đấy, đây một em nữa này. Đấy. Duosu Matsuba này. Có một con AK Matsuba bướm này các bạn này. To. Wow, wow, ướt hết rồi. AK Matsuba bướm luôn. Đây, màu đấy đẹp chưa. Wow, đầu sạch chưa. Ủa gáy gù rồi. Wow, gáy gù gù ác luôn này.
Lô này rất nhiều em gù kìa, vàng gù rồi. Rồi em cua cua rồi, đỏ. Đầu trắng đầu vàng. Gáy gù luôn này. Úi giời. Gù ác luôn. Vậy. Đầu sạch bóng, Matsuba đầu. Đấy, được mấy em này. Rất nhiều người hỏi có cá vàng to không? Vàng to đấy. Size đấy, size 37, 38 đấy các bạn. Đấy. Kozaku. Cá voi. Voi to. À, cá voi này thấy gù. Màu... Đấy, màu này là màu chuẩn của cá voi nhất. Nhưng mà chắc lào mất mấy cái vảy. Mất vảy thì nó sẽ mọc lại hết các bạn nhé. Là không vấn đề gì hết. Mất vảy không sợ. Chỉ sợ cá bị bệnh thôi. Ok. Rồi, sang chậu tiếp theo. Ui, nó đẹp thế. Ui, bướm sư này. Ui, con này đẹp quá này. Ui, cái màu đó này. Chất lư. Xem size bao nhiêu đi. Quá đẹp luôn. Đây, size đây. Ôi, nhìn. Size 36. 36, 37. Đấy. 35 cộng, gọi là 35 cộng. Trong đây. Quá đẹp luôn này các bạn. Đây, hai bên bụng này. Ôi giời, đây là đều tăm tắp hai bên này, thả bề kính cái này. Quá đẹp luôn. Bướm luôn. Màu quá chất luôn. Đẹp thế. Tiếp nào. Đây, em này thì không phải bướm. Nhưng mà màu cũng rất là hầm hố các bạn. Đấy, vảy rồng. Đấy. Giống như ở mình chơi xe ấy. Xe nào nó hầm hố, cá thì cũng thế. Nhìn nó cảm giác nó hầm hố. Đẹp vàng. Ừ, nhìn con mà màu này màu độc thật. Quá độc luôn. Đấy, lại một em Kozaku này. Đây, màu đến tận đuôi luôn. Em ui con này vảy đẹp thế, vảy to. Con này cũng thuộc dòng Suzui rồi. Nhưng mà đỏ hết người luôn các bạn. Vảy to đẹp chưa? Ôi trời. Rồi Kohaku bướm này. Ôi, Kohaku bướm. Kohaku chuẩn luôn. Bướm, đấy. Hàng rất là hiếm. Bướm đấy các bạn ấy, theo dõi thì các bạn thấy là bướm một màu rất nhiều đúng không? Để hai màu, ba màu bướm thì rất là hiếm. Trắng, đỏ. Ui, con này gáy. Bướm to chưa? Mà to. Ui. Đấy, nhìn cái vây bơi của nó màu trắng nó là nổi. Đầu đó đúng. Vàng. Bối đầu vàng. Ơi, con này này. Bé này, đầu gáy ấy. Gáy gù ác. Úi giời, đầu. Gù kinh. Lô này body nuôi ác đậm. Trời. Okay. Đây cả con. Nước ngoài chậu này cảm giác nó rất ấm hơn. Tiếp theo này. Đây là con đen. Đây là con Suzui nữa này. Đây. Úi giời. Đấy. Suzui chuẩn luôn này. Hai bên đỏ hết nhá các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích chơi xanh thì chơi xanh. Đấy. Chơi đỏ thì có đỏ luôn. Lô này có đủ. Ôi, còn đợi đẹp thế. Ui. Kinh. Rất độc luôn. Đấy,
thích một màu xanh thì có một màu, thích đỏ có đỏ. Đấy, cùng dòng su rui nhá các bạn. Đây con này bướm su rui này đã ui rồi. Thích ngay mà lô này hàng rất là đẹp mà. Đây, con này độc nữa đây. Wow. Bắt tiền gì? Ờ. Đấy, trồng như siêu xe luôn nha các bạn. Nhìn hàm hố không? Màu nó ngầu nhỉ. Màu quá ngầu luôn. Đấy, su rui đẹp chưa? Trời. Con này đẹp, vảy nhìn cái vảy lưng nó đẹp thế. Tay bơi cũng đỏ đỏ luôn này. Hai tay bơi đỏ này, rất là đẹp hợp với người luôn. Đấy. Đẹp mê hồn. Đấy, trà gòi to các bạn nhé. Úi xời. Quá to luôn. Bướm. Đấy. Thả luôn. Thả luôn đi, để lấy chậu để cho tiếp hai bao này ra để sang bể bên kia. Ôi, con này cũng thế này, màu rồi. Hầm hố rồi. Hai bên vảy hai bên nữa. Đấy. Hai tay bơi màu cam cam rất là đều hai bên luôn các bạn. Đấy. Đây, đây cả em dưới này nữa. Wow. Ui. Quá chất luôn. Hai chỗ này vô, hai chỗ to này em này. Đấy, cua cu. Rồi bướm, toàn bướm khủng luôn. Chắc là lốt cái lô này lên sẽ bướm lên sẽ hầu như là ít. Đây mọi ai rồi, đây đỏ các bạn. Đây, vầy đuôi rất là dài nhá, không để ý. Úi giời, đuôi dài thướt tha luôn. Vàng. Bạn nào đấy thích vàng to thì để vàng đầu sạch chưa? Có. Đấy nhìn thấy rồi. Đấy, quay rồi. Coi đen to. Đầu rất là sạch. Đây, em cua cu da trơn. Đuôi su cua cu. Đấy. Đẹp không tì vết luôn. Được. Đây. Nhặt vài em độc độc ra đây. Đó cái bể nhỏ đấy. Nhưng mà bể nào khác từ bể nhỏ về kia sang bể này ra bể này sang bể kia thì nó còn nhỏ nhỏ thế đấy không bắt được đâu mà to còn hai con ba con đấy còn hai bao nữa.
Đợt này mình đấy mai làm combo loại hàng đẹp bắt đầu gây giống được. Quá đẹp luôn. Đây, ảnh kim. Đấy, bướm nhá. À, quá đẹp luôn. Wow. Đây, thù rui. Ôi. Ok gần rồi. Đẹp đỉnh luôn, vảy lừng to, đậm. Răng tắp, đều răng tắp. Ui giời. Size lại còn to nữa. Ôi, hai bên này, đỏ này. Ui giời. Đấy, má cam luôn nhá. Giống các bạn chơi cả rồng, chơi huyết thì các bạn đấy, phải đấy, má phải cam. Đỏ được thì càng tốt. Quá đẹp. Trong một cuộc tình. Đây nữa này. To. Em này thì hai bên nó không đỏ bằng con kia thôi. Đấy. Nhưng mà cái vảy ở lưng thì cũng không kém cạnh. Ơi. Đấy, con này vảy rồng nhưng mà lại vảy kiểu khác các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó trên người nó vẫn kín vảy, không hở một tí da nào ra trơn luôn. Đấy. Nhưng mà cái vảy của nó đan nó rất là trông nó rất là hầm hố. Quá đẹp luôn. Ui. Vàng ánh kim này các bạn này. Ánh kim lung linh luôn. À, đây, đây, đây. Ôi màu con này dị này. À. À, cà rốt. Ơi, màu này mới dị. Thấy không? Màu hay không? Úi giời. Hai vây vơi này, cà rốt nhá. Màu ấy, độc ấy. Rồng đẹp, con này thả đều xính. Xong bắt đầu là thả một cái đèn XML đỏ, cám đỏ nước ấy. Đảm bảo là nhìn khác, đẹp hơn cả rồng nữa. Đẹp hơn rồng nhiều. Thật ra mấy con mắt Cuba như thế này thả thử vào để đẹp không? Quá đẹp, độc. Đẹp quá, đẹp quá. Toàn hàng chất lượng. Đứng cao. Đây, các bạn này. Đấy. À, bướm luôn nhá. Matsuba. Đây. Đây, trên này có ảnh tên nó luôn này các bạn này. Đấy, Duitsu Matsuba chuẩn luôn nhá. Đấy. Không kém gì luôn. Đấy, như hình luôn. Nhưng lại còn được bướm nữa nhá. Quá đẹp luôn. Ôi con này vảy. Ôi. Ôi. Đẹp chưa? Đây đây nữa này. Wow, su rui. Nay mới gọi là càng đẹp. Đấy. Rồi. Đây nữa này, bướm này. Đấy, màu càng đẹp. Để đây nữa này. Rồi, lô này không bắt thì bắt lô nào để chơi. Hoàn là sai rồi sumo. Body khủng. Ơi. Bướm này, con này đẹp thế, màu da này da nhẵn chín ấy. Ôi em cua cu này, đỏ rồi. Anh kim này đẹp chưa? Ôi. Cua cu này quá đỉnh luôn.
cua cu đẹp, mặt là đẹp. Đây con này thế này, con này giống con hôm qua đây, nhìn rất là xinh. Hai bên này đỏ rồi. Cũng thế. Đấy, cũng đuôi su nhẵn chín luôn nha, không có một tí vảy nó luôn. Đẹp chưa? Cặp này sao như cặp đôi song sinh. Đấy, như cặp anh em vậy. Như một cặp anh em luôn vậy. Quá đẹp luôn. Cặp đôi song sinh. Em này thì màu em này lại màu ghi ghi trông dị đấy. Quá dị luôn. Ở giữa lưng như bông hoa thế này đấy. Càng chậu cuối càng đẹp thế này. Càng đẹp này muốn xây luôn một cái bể thật. Như này muốn đào hồ xây bể lắm rồi ấy. Từ nay mà không chơi thì chơi cái gì. Ôi. Đây. Đèn đồng đấy các bạn này. Đấy, nhìn nó như kiểu người có lửa lên đấy. Thôi, ok. Bạn nào ưng đấy. Bởi vì bên mình lặn lội rất nhiều bạn lặn lội rất là xa xôi từ tận Sơn La, Điện Biên đấy. Thanh Hóa. Đây, những đấy là những bạn mà đến tận cửa hàng mình là rất nhiều rồi. Đấy, nhân tiện video này mình cũng rất là cảm ơn các bạn ở tỉnh xa xôi mà cũng đến tận nơi cửa hàng mình để mua chọn cá. Rất là tuyệt vời. Một đồng ngư chân chính. Đấy. Còn các bạn nào không có điều kiện ôi con này như chưa quay con này. Ui. Đẹp thế. Đấy, con này nó ở dưới chưa quay được. Đấy, còn bạn nào không có điều kiện thì các bạn có thể là xem được video ưng em nào, các bạn có thể chụp ảnh màn hình lại. Đây như này này, mình giữ này thì các bạn có thể chụp lại ảnh màn hình lại. Đấy, xong rồi nhắn tin sang Facebook, Zalo để mình sẽ báo giá chi tiết cho các bạn nhé. Đấy, size lô này đều size trên 30 hết. 30, 35, 40 đấy. Đấy, bướm to đầu sách, đẹp. Đây. Kìa, gọi là Matsuba đuôi su kìa. Đấy. Ôi. Ánh đèn nó lấp lánh quá. Toàn hàng khủng. Rồi ok, giờ mình sẽ cho cá vào bể thôi. Đấy, mấy em lúc nãy vừa này. Quá đẹp. Cho một cục tình. Đa số là bướm các bạn. Đây, cá mình đã thả ra nhỉ, bơi tung tăng luôn. Đấy. Với khắp bể tung tăng luôn. Đa số là bướm luôn. À, bơi nhìn cá bướm bơi đuôi là tung xòe rất là đẹp các bạn. Nhưng mà bướm thì nó sẽ không có nhiều màu như coi kia. Đây là tất cả thì mình cũng gọi là sưu tầm. Đấy, loại màu gì chưa có thì mình có thể mua được con bướm này. Quá đáng mua luôn. Đầu vàng sạch. Nhưng mà lô này lô nào con nào cũng đầu sạch. Đấy, bướm lại đỏ đây các bạn này. Đấy, đuôi dài chưa. Còn lô kia mình thả vào bể kia phông trắng thì tí nữa quay vào bể thì không đẹp như cái bể này. Phông xanh thì mà nhìn màu cá nó rất là nổi.
Đấy là tại sao là các bạn xây bể thì mình vẫn luôn khuyên các bạn là sơn đen, hoặc là để không vài bữa rêu phong nó lên thì nó xanh gì bể luôn thì cá sẽ nổi đẹp. Khỉ quá, hôm nay rất là thích luôn. Đấy, như những video mình cũng luôn nói đấy, à, các bạn xem cùng mình ấy thì rất nhiều bạn cũng chưa có điều kiện về, thứ nhất là về không gian bể và về kinh tế. Thế là mình cũng bản thân mình cũng thế thôi, mình cũng chưa có một cái bể hồ nào để mình chơi một cách gọi là chuyên nghiệp cả. Đấy, mình cũng chơi một cách dân dã thôi. Thế là vừa bán vừa chơi là chính. Là tất cả mình cũng mỗi lần về cá về đẹp như này mình cũng rất là háo hức, rất là như các bạn đấy xem đấy, như các video đấy mình cũng đều nói là hãy cùng xem cá với mình, mỗi lần cá ra bóc cá ra xem đấy, chỉ cần xem thôi là cũng gọi là thỏa mãn đam mê rồi đấy. Còn khi nào cũng có điều kiện để xây nhà, xây bể, xây hồ thì chắc chắn là mình cũng sẽ có một bể riêng. Quá đẹp luôn. Đấy, bể cái thả xong rồi đúng không? Đây. Bể này thì quay sẽ không được đẹp như bể kia vì không nền nó trắng, điện cũng không nổi bằng kia đâu. Đấy, video hôm nay quay rất là dài. Nhưng mà xem cá thì cũng thật sự là muốn ngắm rất là lâu. Đấy, có đen to các bạn nhé, mọi lần toàn đen bé thôi, không có đen to. Đấy, mình giữ như này đấy, các bạn có thể ngắm lâu hơn, các bạn có thể chụp ảnh màn hình lại thì nó sẽ ngắm kỹ hơn. Việc quay kỹ nữa thì sẽ thời gian quay rất là dài luôn. Cá bướm này quá đẹp. Rồi, ok, chắc mình kết thúc video đây các bạn. Đấy, các bạn thấy video mình hay thì đừng tiếc một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mình nhé các bạn nhé. Ok, bye bye các bạn.